về gần sáng rồi về ngủ, chui vô lòng rồi, ngủ. Thì cũng giới thiệu lên em đây là cái thùng dơi. Cái thùng dơi này á là làm á, để cho những anh em mà không có lá thốt nốt mà ở khu vực xa thùng làm một tay, nên anh em thông cảm nha. Anh em ở xa mà không có lá thốt nốt thì anh em sẽ dùng qua cái thùng dơi này. Cái mô hình giờ thùng dơi này á, là Thuận có cái clip đã hướng dẫn trên mạng cho anh em rồi. Thì cái thùng dơi này á, chiều dài đó là 60, chiều ngang là 30, anh em có thể làm lớn nhỏ tùy thích thôi. Không thì cao của nó là 6 cm. Cái thùng dơi này anh em có thể làm là một ngăn cũng được, hai ngăn, ba ngăn, bốn ngăn tùy theo. Thì cái thùng này á, là ở trong đây nè, không anh em đóng miếng mành mành ở trên đây cũng có nữa nha, nhưng mà quay nó hơi khó thôi đó. Thì làm y chang như là cái chòi dơi của lá thốt nốt, nhưng mà anh em không bỏ lá thốt nốt, anh em gắn những cái thùng này lên. Thì thay vì cái chòi lá thốt nốt á, nó làm dài là 6 mét, cao là 8-9 mét, ngang của nó 2-3 mét, thì anh em làm nhỏ hơn, làm nó kiên cố hơn. Giống những cái nhà mà ở ngoài khu vực biển mà người ta hay nhìn coi biển có bị cái gì, thuyền nó có bị cái gì không anh em, thí dụ vậy cứu hộ đó. Thì nhìn bên này, hình lên đây nè, thuận để cho anh em tham khảo đó. Thì cái này á, là khi mình có những cái thùng này xong, mình làm xong hết, thì bình thường á, khi mà con dơi á, mà nó nghe lá thốt nốt thì nó mới bu vô trong cái chòi của mình. Thì bây giờ mình không có lá thốt nốt thì mình sử dụng cái máy này như nãy Thuận nói không, nhưng mà cái thời gian nó làm á, là nó phải kết hợp hai hai cái luôn. Thay vì lá thốt nốt anh em chỉ dùng từ 4 giờ đến 6 giờ rưỡi, còn khi anh em mà làm qua cái thùng này á, anh em cần phải có hai chế độ. Chế độ thứ nhất là anh em bắt dê mồi như nãy Thuận nói á, anh em để trong cái chòi của mình rồi anh em kết hợp mở máy, thì khi những con dê nó nghe tiếng kêu nó sẽ bay vô trong chòi và nó thấy dê mồi, nó sẽ tấp lại và nó thấy mấy cái hốc vậy nè anh em, nó sẽ chui vô trong đây. Một cái thùng này chứa từ 500 đến 1.000 con nha anh em. Thì một cái chòi anh em làm cỡ 10 cái thùng này. Cái thùng này là bên Thuận không có bán, anh em bấm với đường link bên dưới có một cái video là hướng dẫn cho anh em làm cái thùng dơi, hoặc anh em lên mạng YouTube tìm cũng vẫn có. Anh em đem cái clip đó ra ngoài mấy cái chỗ thợ mộc đó kêu người ta làm. Cái thùng này là Thuận làm 250, nhưng anh em làm nhiều thì giá cả nó sẽ khác, và cái chất liệu gỗ tùy theo anh em thôi. Nếu anh em nào mới làm thì làm thử 2-3 thùng coi dơi nó vô không, dơi vô bắt đầu mình sẽ nâng cao lên. Mình làm cái thùng này á, là mình tiện một cái là không phải sử dụng lá thốt nốt và không phải giặt lá thốt nốt. Khi mà con dơi nó vô trong đây á, là cái người nó có chất làm sạch, nó làm sạch luôn nguyên cái khu này luôn anh em hiểu không, là phân nó thải xuống. Và anh em làm một cái miếng cao lên như vậy là thân nó thải xuống đây luôn, là lấy chứ không có rớt xuống đất luôn anh em hiểu không.